Mô Di Đà Phật. Hai bà quý khán giả quý mình được quân thắp cho anh một nén hương nha. Mấy con cua hôm qua là đem về nhà luôn hả bà? Bỏ ở ngoài bị dập nát hết trơn. Dập nát hết trơn. Dạ. 2 triệu. 2 triệu. Quang Châu Mi Khang là ở Bình Dương cũng gửi cho bà là 200 á bà. Dạ. Dạ em chào cả nhà. Thì ngày hôm nay em quay trở lại cái hoàn cảnh của anh Lĩnh, 37 tuổi, bị tai nạn giao thông, mất ngay tại chỗ. Và gia đình đã đưa về lo hậu sự. Gia đình thì rất là khó khăn luôn. Một mình bà lão, bây giờ là phải chăm sóc ba đứa con. Vợ chồng của anh Lĩnh thì thôi nhau cách đây đã 4 năm rồi cả nhà. Và hiện tại thì em đang có mặt ở ấp Phương Hòa 3, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đó cả nhà. Thì ngày hôm nay em cũng xin được chia sẻ bên trong tang lễ của anh Lĩnh và đến đây thắp hương cũng như là chia buồn với gia đình. Bữa nay là ngày thứ hai rồi. Trưa nay khoảng 3 giờ, nghe nói là 3 giờ là gia đình cũng đưa anh đi ra khỏi nhà để đi đến đất thánh cũng như là khu nghĩa địa để chôn cất. Thì ngày hôm nay thì em cũng cập nhật bên trong tang lễ. Khi mà anh mất là bỏ lại ba đứa con còn rất là nhỏ luôn, đang đi học nữa cả nhà. Đứa lớn nhất thì 10 tuổi, đứa thứ hai thì 9 tuổi, còn đứa thứ ba thì mới 4 tuổi cả nhà. Rất là mong mà được sự đồng cảm của quý nhà hảo tâm để giúp cho gia đình. Thì bữa nay nhận được một ít tiền cả nhà để đi đến trao cho gia đình luôn. Bà có nghe nói là mấy giờ đưa đi không bà? Mà 2 giờ đi ra ngoài kia rồi 3 giờ chôn. 3 giờ chôn. Dạ. Con nghe nói là chôn ở đất thánh hả bà? Chôn đất thánh trong này ra đụng. Dạ. Bà ở bà có bà con gì bên đó không? Tôi chị cái bà nói chị có anh Tĩnh. Của anh đó đó. Dạ. Dì của anh Tĩnh. Dì của anh Tĩnh. Lĩnh. Nghe bà nhắc tới anh Lĩnh là bà khóc. Nhắc tới anh Lĩnh là hôm bữa mà đưa ảnh về đó bà có thấy mặt ảnh không bà? Mà bữa về đó thì đậy kính mặt đó cho người mà hình như là tôi thấy bể rồi bên này miếng rồi. Dạ. Cái giò trái này nó gãy rồi nó phun vô một bên dài bên dắt. Trời ơi. Mổ thì khác tim nó bể nó dập tầm 2, tầm 3 gì đó với đi cái sườn ba sườn á nó chổi nó gãy nó đụng vô phổi ba cũng giấu. Dạ. Với cái gan thì cái chống gan ở dưới nó cũng bể dập hết trơn. Dạ. Vậy. Thật sự thì nghe câu chuyện mà anh mà đi lấy cua. Lấy cua về cho mấy đứa con ăn mà chưa về nó đi đóng tràm về rồi cái nó đi làm cua cái nó nói với con là con ở nhà đi ba đi lấy cua về nấu chua cho con ăn mà mua ba con nó là nó không ăn. Trời ơi. Ba con kia là ba đứa nó mà về chưa tới nhà thì cua đồ cũng mạnh hết. Trời ơi. Đây là gì anh mới có thương cháu của mình 37 tuổi. Ba bảy tuổi thì về đó cũng đúng rồi còn mặt bể đó chưa có gì hết. Dạ. Con thấy trong cái hậu sự cũng làm đơn giản ha, xin áo quan rồi về cũng làm đơn giản cho gia đình khó khăn quá. Gia đình nó thì có nó trụ cột gia đình nó đi bằng mướn không. Dạ. Anh Lĩnh ra đi như thế này rồi mai mốt không biết cuộc sống của bốn bà cháu sẽ như thế nào nữa hả bà? Thì cũng lay lắt mặn ăn. Còn bên kia thì người ta có thượng bồi thì người ta giúp đỡ, còn không có thì mình cũng không biết sao. Dạ. Bà con cảm ơn bà nghe bà chia buồn với bà nha. Đây bà nói bà ra nước mắt của người của chú chị. Không có nhiều đâu. Có mấy chị em, mấy đứa cháu. Lo làm ăn để lo cho con cho mẹ mà giờ gặp chuyện như vậy cái gì cô cũng buồn đó. Đây bà ngồi nghỉ nha, con đưa bệnh nha bà. Cảm ơn bà nha, giữ gìn sức khỏe nha bà nha. Bà giữ gìn sức khỏe. Làm thấy thì cũng có vô uống miếng nước này. Dạ dạ cô chú cũng lớn rồi. Dạ.
bên đây là bàn ghế đồ đỡ để tạm á, để tạm rồi. Dạ dạ. Nam mô Di Đà Phật. Chị gái hả? Chị gái lĩnh. Ở đây chị lĩnh hả? Chị là gì với anh lĩnh? Chị ruột. Chị ruột. Nhà mình gần đây luôn hả chị? Chị Tây Ninh lắm. Ở Tây Ninh hả? Ủa xa gì đó hả? Có chồng ở Tây Ninh hả chị? Có chồng ở Tây Ninh. Ừ, không, không. Có chồng ở Tây Ninh. Đến ra với chị ở xa. Bữa chị về đó chị có chị cho mở thăm xíu. Bữa chị về chị có thấy có gặp ảnh được không? Về không chị về á thì em chị chở về đây rồi con. Con chị cũng chị gái của anh lĩnh này. Nó xảy ra cũng khá là nhanh khi mà vừa xong thì có người nhà báo tin cho mình hả chị? Với em ruột nó báo, cái gọi điện nó nói là ông sáu chết rồi chị ơi, hỏi là sao chị nói là bị tông xe, mà xe đụng nó nói thẳng là xe đụng. Dạ. Thì chị ở trên đó ở xa vậy giờ chị có hay về đây gặp ảnh không? Chẳng hạn như Tết hoặc là đám tiệc chị mới về thôi tôi. Dạ. Yeah. Đám tiệc thì chị mới về. Ừ. Có hay điện thoại rồi hả không chị? Có, điện thoại thì có. Chị thấy cái hoàn cảnh của anh Lĩnh nè, còn với ba đứa con, rồi mẹ già nữa. Rồi cái cuộc sống có khó khăn nhiều không chị? Trong thời gian mà khó khăn nhiều lắm tôi. À. Nói chung là chị thì gia đình cũng khổ. Tại vì thằng em ở đây thì nuôi mẹ già với ba đứa con, nói chung là cũng khổ. Dạ. Làm ngày nào qua ngày đó. Có nói chung là cũng thiếu, có khi là thiếu con bệnh con đau rồi lại kia thì cũng phải thiếu. Ừ. Nghe nói là tới khi mà nhà không có gạo để nấu ăn luôn. Thì ví dụ như chị thì không có ở đây thì không có biết được. Mà cũng khi có thì mẹ cũng không có nói, tại vì có sợ rồi con cái giàu lo. Dạ. Nói chung ra thì cũng mẹ chắc cũng bớt bụng chịu thôi chứ cũng không có nói. Ừ. Cho nên thì chị thì không có biết phần điều đó. Ừ. Chắc cũng sợ con lo. Con lo rồi này kia lo rầu rồi. Anh chị thì ai cũng có hoàn cảnh hết. Ừ. Cũng như là giờ là mấy giờ mới đưa anh đi chị? 3 giờ. Ừ. 3 giờ là đưa đến nhà thờ hả chị? Ở nghĩa địa ngoài này nhà thờ. Sau nhà thờ. Đưa đến nghĩa địa là chôn cất ở đó luôn. Ừ. Rồi hôm qua đến nay thì có nhiều bà con đến thăm viếng không chị? Cũng có nhiều lắm chứ. Ừ. Tối cũng như mấy người bạn mình chung rồi dưới vòng vòng ở sớm thôi nè. Dạ. Nó thấy gì người ta thương, con lại nói chung là cũng đến để thăm viếng gia đình mình. Chứ nói chung là cũng bất ngờ quá. Thì anh mất thì chính là để có 1-2 ngày hả chị? 2 ngày. 3 ngày, liệm ngày hôm qua 7 giờ. À. 2-3 giờ, 3 giờ chưa. À, cũng là để có hơn 1 ngày. Ba đâu rồi chị? Ba đâu rồi? Ở đây tôi. À. Mẹ đang gì? Chị gì? Cái bà qua giùm em cái tầm. Qua anh Lĩnh, 37 tuổi nữa nha. Con chào bà nhớ bà. Dạ, con chào mấy chú Mạnh. Nhớ con không? Nhớ mấy con không? Hôm qua tụi con đến thăm đó. Dạ. Lấy đứa nhỏ đâu hết rồi bà? Nó ngồi ở trong. Đây này, chị bắt đi. Rồi cho anh đó thắp hương cái đi. Nó đốt nha. Cho anh đốt nha. Con quà con lại con đứng đây nè, con đứng đây rồi cho chú đốt nhang cho cha con cái rồi. Dạ. Con đứng đây đi rồi chú đốt nhang con xá lại với con lớp ba rồi. Nam mô Di Đà Phật. Anh mất quá trẻ rồi nên rất là nhiều bà con khu vực ở đây thì đến để mà cầu nguyện cho anh. Cái thùng tiền á, bà con đến thăm viếng á, không có cái không có cái thùng luôn, là phải lấy cái thùng giấy mà làm gì nè cái này thấy không? Đang có luôn. Dạ, bà ngồi với mấy đứa cháu đi bà. Đang ngồi đi.
Bà tối bà con ngủ có được không bà? Bà đêm hôm? Hai đêm nay không có ngủ. Hai đêm nay? Bữa nay còn có mấy tiếng ngủ nữa là con đi rồi không ngủ được. Bà nói là còn có mấy tiếng nữa thôi là đưa con đi rồi nên là không có nghỉ ngơi gì được hết. Dạ. Thương bà không ở nhà. Thì bà sáng cho bà ăn uống gì chưa? Chưa. Ăn gì nổi luôn. Dạ. Nhà cửa thì nói chung là cũng cũ hết trơn rồi, cũ kỹ hết rồi. Mưa là tới mùa mưa này là dột đúng không bà? Dạ. Hôm qua bà nói là mưa này là dột. Anh thì lại mất như vậy nữa, nhiều chuyện nó xảy ra trong gia đình mình á. Dạ. Thì rất là buồn luôn, mẹ mấy bé thì cũng không về luôn hả bà? Dạ. Anh mất rồi mẹ cũng không về luôn. Nhưng hôm nay tụi con đến thì cũng chắc là đến đây thì thắp cho ảnh một nén hương thay mặt khán giả cũng như là quý nhà hảo tâm á. Dạ. Bên cạnh đó thì cũng có ít tiền từ khi mà anh em tụi con đăng tải ngày hôm qua đó. Dạ. Đến hôm nay thì cũng nhận được ít tiền nữa, thì con đến con gửi cho bà luôn nha. Dạ. Để bà lo cho anh Lĩnh cũng như là mấy bé. Để mà em gửi trước anh ha, luôn nha. Để đi. À, cũng có ít thôi chứ không có nhiều. Thì có một mình cũng mới gửi được. Rồi thì đầu tiên thì có chị Tệ Nghi là gửi hỗ trợ cho gia đình mình là 1.000.000 đồng. Dạ. Tiếp đó thì có chị Trần Thị Kim Cương hỗ trợ là 300.000. Phở 45 Sài Gòn hỗ trợ 300.000. Chị Bảo Ngọc ở Hà Nội hỗ trợ 500.000. Chị Kim Thị Cẩm Tâm hỗ trợ 100.000. Cô Cúc ở Đại Tâm gửi một số tiền của Mạnh Thường Quân giấu tên là 300.000. Facebook Tiến Kim gửi 200.000. Nó thì con nhận được qua kênh Bagina cũng như là anh em Sóc Trăng thì con gửi cho bà là 2.700.000 nha bà. 2.700.000. Dạ. Cầm cầm máy này có này. Bây giờ em muốn xin phép Mạnh Thường Quân là gửi cho bà là 2.700.000. Con gửi cho bà ha. Đây là gọi đây giùm em cái ha. Rồi tiền ha. Rồi, bà cầm con ha, 1.000.000. 2.000.000. 2.500.000. 2.700.000. Dạ. Đó là số tiền mà đến thời điểm hiện tại qua kênh Bagina nhận được á. Cũng gửi cho bà luôn. Rồi khi mà có Mạnh Thường Quân nào gửi thêm tiếp tục được sao thì anh em con sẽ đến và gửi tiếp cho bà nha. Dạ. Tiếp theo nữa thì cũng có là vợ chồng Hoàng My, Hoàng Châu My Khang là ở Bình Dương cũng gửi cho bà là 200 á bà. Dạ. Ngồi xuống đi bà nha. Tiếp theo thì bên kênh Thế Tâm Ba thì cũng được cô là tên cô Yến á, ở 107 đường Nguyễn Thị Khởi Nghĩa, phường 7 Sóc Trăng á, cũng gửi cho gia đình 200.000 cô ha. Rất là nhiều Mạnh Thường Quân cũng khi mà xem được cái câu chuyện gia đình mình á, rất là đồng cảm, rất là thương mấy bé cũng như là thương gia đình mình luôn. Thật sự thì cũng không biết nói gì nữa thì Mạnh Thường Quân cũng gửi lời chia buồn đến gia đình mình nha bà. Dạ. 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 Thì giờ cho tôi con xin hỏi bà là khi mà anh Lĩnh xảy ra cái sự việc đau lòng này rồi đó thì gia đình mình gặp khó khăn nữa rồi cái phần áo quan là sao bà chia sẻ bà? Sao trả lời bên thực hiện từ thiện cho hả sao bà? Cáo quan ấy từ thiện cho vậy là khi mất rồi thì mình đi xin. Dạ. Xin cái hàng ha, xin cái hòn. Dạ. Thì bà thì cũng giống như lo cái hậu sự thì cũng làm đơn sơ đơn giản thôi. Dạ. Chứ cũng không có tiền nhiều mà để làm như mọi người á, thật sự thấy cũng tội nghiệp lắm cả nhà. Bàn ghế gì cho kèn trống gì cũng không có luôn. Dạ, không có gì hết. Mấy đứa con có gửi lời nào đến ông bà không? Cảm ơn ông bà. Gia đình cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ gia đình tận tình vậy thì gia đình cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều. Dạ. Đứa con thấy nè, to anh bà nè là nếu nó lủng lỗ hết trơn rồi. Đó, thì qua kênh anh em thì cũng có một Mạnh Thường Quân thì cũng muốn hỏi về cái việc nhà mình á. Thí dụ như mà lợp tôn lại. Để cho bà đừng có mưa nữa. Thì không biết là chi phí thì sao để chút đi con hỏi thăm bà về cái việc này sao ha. Dạ. Thì Mạnh Thường Quân cũng muốn giúp bà lợp lại cái mái tôn.
để tay xuống với bà. Để tay xuống đi. Bình thường đi nha. Bà cất tiền đi. Thương bà không? À, rất là hiền. Bà nói là còn mấy tiếng nữa là đưa con đi rồi, bà rất là buồn luôn. Hai đứa con nhỏ nè. Mấy đứa con mai mốt không còn ba nữa, nghe lời bà nha. Cố gắng học giỏi nha. Thì lúc mà anh Lĩnh mà còn sống thì những đứa trẻ thì còn đi học đều. Thì tới lúc nhỏ anh nhắc cho vậy là tính như thế nào cho ba đứa? Tính gắng, cố gắng làm sao mà để cho hai cháu tiếp tục học. Rồi bé nhỏ có đi học được không? Dạ được, đạp chiếc xe đạp. À bà chở, hay sao bé nhỏ đó? Nhỏ này ở nhà không có đi học, có hai đứa thì nhà nước cho hai chiếc xe đạp. À dạ. Nó tự đi đạp đi học thì cũng được nha. Con nhớ cho gắn con. Còn đứa nhỏ thì đi học chưa được, tại vì phải đưa đón. Đưa đón rồi học không ai. Có phương tiện, không biết chạy xe. Dạ. Rồi không có đi được, đưa cho cháu đi học. Dạ. Mấy mai là con nghỉ học hả? Thi xong chưa, con gái? À. Ồ, ngày mai nữa, biết điểm nha. Rồi, con à. Tối ngủ được không con? Nhớ ba không? Ừ, nhớ ba. Nghe nói là mấy con cua hôm qua là đem về nhà luôn hả bà? Mà... bỏ ở ngoài bị gì dập nát hết dập trơn. Dập nát hết trơn. Dạ. Không có lấy gì vậy được. Hết thấy mấy con cua đó bà? Ba con cua. Như là thương con thì gắng cố gắng là mua cho con để ăn. Chạy đường xa lên để lấy mấy con cua về. Dạ. Nó gặp nạn như vậy đó cả nhà thấy không? Nó đau lòng luôn. Sự thì cũng không biết nói gì hơn nữa này. Ngoài cái lời cho anh em gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân, cũng mong là Mạnh Thường Quân tiếp tục để giúp cho bà cũng như là ba bé ha. Dạ. Để vượt qua cái khó khăn này. Chứ nhìn mấy bà cháu thương lắm cả nhà. Bây giờ bà cũng nghỉ ngơi ha, nghỉ ngơi đi. Để chút xíu nữa rồi đưa con đi ha. Dạ. Dạ dạ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha bà nha. Rồi bà cất. Mạnh Thường Quân thì cũng nhờ đến để thắp hương giùm á. Dạ. Thì cũng thay mặt khán giả cũng như Mạnh Thường Quân người thắp một nén hương. Có một nén hương để mà cầu nguyện cho anh sớm được siêu thoát đó. Cho anh Lĩnh một lát nữa thôi là đưa anh ra ngoài đất thánh, đưa anh đi nơi cuối cùng. Gái lớn cái nhà cửa của bà không có gì hết, nó trống trơn cả nhà, trời này cũng nứt hết trơn rồi kìa. Con có thắp nhang cho ba chưa? Rồi cảm ơn con, mỗi chú một cây ha, chị được một chú một cây. Rồi chú cảm ơn con. Giỏi lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân thắp cho anh một nén hương nha. Còn chúc cầu nguyện cho anh Lĩnh một nén hương, linh hồn của anh sớm được siêu thoát. Dạ, quá trời thấp á. Cũng có là Mạnh Thường Quân ngỏ ý là tính chuyện chiến rồi. Hỏi cái tên cái gia đình hả? Nghĩ là thấy cái tên này cũng không có nhiều tiền đâu. Anh thấy chỗ gia đình nó một hết rồi đó. Gia đình rồi. Cất nhà của bé Tiền á thì tên có khoảng 5 triệu, 5 triệu mấy à. Ừ. Đó, và nhà này tuy nhỏ hơn. Đó. Bề ngang khoảng 4 mét rồi. Mà chạy dài thì chắc cỡ 60 mét. 60 mét. Chứ không có nhiều 10 mét giống như người ta. Lọt cái tên lại. Rồi phải sửa lại cái mấy cái đó nữa, nếu mà có xi măng hay gì đó kêu họ làm lại cái để gì nguy hiểm quá. Ngay chỗ mà mấy cái động tay đó là nó mục hết rồi đó ha. Hết rồi, chắc tắt ở dưới rồi. Ừ cái này nhỏ này đó chưa tôi tôi được rồi, tôi chưa mẹ ôm là bỏ đi, bỏ đằng kia không bỏ đằng cái mẹ của nhà ông số tính rồi đó. Dạ xuống rồi chứ phải chi mà ở đây mình cũng không nói nữa. Rồi cái bà dì hai là chị của người này nè, chị của dì Tư nè. Dạ bán bánh gặp mới mà mới hỏi, tại vì nhỏ nó khóc rồi mới hỏi thì mẹ nó mới ở đây đi rồi mẹ đi chứ mẹ gì à. Rồi tưởng là sao cái chị cái xế không có về, thành thử ra
bà hai nó dẫn về đâu này luôn chứ đâu có biết rồi nó bỏ luôn tới giờ. Dạ, theo con nghĩ là chắc cuộc sống với anh Lĩnh này chắc thứ nhất là khó khăn rồi con đông ha, sao mới bỏ đi ha thì con? Cũng như là nó nghĩ chắc gia đình là bẩn chật hay gì nó không có sống nổi gì. Dạ. Bẩn chật khó khăn. Cái gì cái thì chồng con thì chồng bỏ đi rồi con mình cũng không thể nào bỏ được. Mà tới ba đứa con nó chứ đâu có. Ba đứa con trong một đứa mình cũng nói. Dạ, tội là tội ba đứa con nè. Bà nội nó ở nhà giữ rồi cha đi mà ngoài nuôi cũng đâu có đâu có đầy đủ đâu. Tội nghiệp lắm, khổ. Giờ cô tính đi giờ về nhà bốn người. Rồi một người lao động chính nữa rồi làm thuê là mướn ngày 200 ngàn làm sao đủ mà xây sở. Ấy như lúc cha nó mần về sớm thì cha nó đi kiếm cá về cho ăn, còn không có thì cũng ăn cực khổ lắm. Dạ. Nghe lắm mà mấy chú ơi. Nghe bà nói là có khi gạo còn thiếu đó. Đúng rồi, gạo thiếu nữa chứ đâu phải đủ đâu. Chưa nói gì mà đồ ăn thì bữa có bữa không, dạ. Có rau mà luộc rau thì ăn rau, còn ấy thì ăn với vợ anh Lĩnh. Khi mà anh Lĩnh mất cái vợ anh Lĩnh có hay rồi chưa cô? Hả? Có thông báo cho chị hay rồi chưa? Có biết tin tức, đâu có biết điện thoại nó đâu, nó có cho đâu mà biết. Dạ. Không liên lạc được luôn. Hôm trận khoảng một năm mấy hả cô Tư? Khoảng năm mấy này con hai đứa nhỏ này bệnh nè. Nó hay nói gì à? Vì mà trong khi đó tiền đó là coi như là tiền để thằng Lĩnh nó đem đi rằng nuôi con bên bệnh viện đó. Dạ. Yeah. Cũng mấy trăm ngàn đó. Rồi tính là Lĩnh nó tính đâu là vợ nó nuôi con thành thử ra tiền bạc cũng đưa cho hết rồi thì tới chừng nó ôm nó bỏ đi thằng Lĩnh ở nhà còn ở bệnh viện nó đâu có tiền đâu nuôi con. Trời ơi gì đâu khổ mà. Dữ lắm luôn nó thiệt luôn. Tiền để lo cho con mà ôm đi vậy đó. Bởi vậy. Con đang bệnh đó con. Con đang bệnh, hai đứa nhỏ đang bệnh lúc đó nằm bên Mỹ Tú anh á. Dạ. Chị không suy nghĩ ha, không suy nghĩ là con đang nằm ở trong bệnh viện mà nó không có tiền thì làm sao mà chị được. Không có cái tâm thì sao đâu, nó sanh ra rồi nó không nghĩ gì con mình. Dạ. Cái gì cái chứ, cái gì chồng bỏ được cho mới thiệt, chồng tôi bỏ được chứ con tôi không bỏ nó. Dạ. Thiệt. Dạ. Ba đứa con mà đành lòng vậy mà không trong lúc con đó. Bệnh nằm bệnh viện chồng đưa tiền để mà nuôi con cứ nghĩ là chắc thì tính nuôi con. Về đó nuôi con mình cũng thằng này cũng đâu biết hai nhà ôm tiền đi hết bỏ hai đứa con của bệnh viện bỏ hai đứa nhỏ thằng Lĩnh thì đâu biết cứ nghĩ như là nó về nó nuôi con thôi chứ đâu cũng biết là, cũng lạ đi là trong vòng 4 năm nay là cũng không có nhìn mặt đứa con nữa thì có một lần nó về đó nghe nó nhỏ hai nhỏ bệnh thì nó về đó rồi dạ. Có được mấy trăm ngàn rồi nó ôm đi hết luôn. Người quê vợ của anh Lĩnh là ở đâu vậy cô? Nó người dân tộc cái gì? Ở đâu mà? À, ở Trà Vinh. Bên Trà Vinh hả? Ở Trà Vinh. Ở trên Trà Vinh. Dạ. Ở Trà Vinh. Dạ cô rồi nha. Mấy đứa con của anh Lĩnh này là biết bên quê ngoại đâu có từng về quê ngoại. Hai đứa lớn có gì à? Hai đồng ra là về chứ nhưng mà bây giờ nó không giờ nó quên rồi. Giờ nó không biết đâu dễ gì. Hỏi đứa lớn mà nó không nhớ mặt mẹ nữa. Chị sống này có tự cãi hay lục đục gì không mà? Dạ không có, thằng này chuyên môn nó tối ngày đi mạnh không à. Dạ. Thật sự thì không có cái gì bằng mà tình mẹ con á. Đúng rồi mình mà lại dứt bỏ như vậy được thì quá hay luôn. Cái chồng mình bỏ được chứ con dứt mắt là không bỏ nó thiệt. Ủa mấy đứa nhỏ tội nghiệp nó vậy là ôm con bỏ gốc me đằng kia. Ừ đằng gốc me con không tính đâu á. Vì sao rồi thời gian sau này lại thì con bệnh rồi quay trở về hả cô? À, lúc gì á làm giấy làm gì nó làm giấy gì rồi làm giấy nó nghe rồi nó làm giấy để kết thúc hả? Kết thúc dành hả? Làm giấy tờ gì nó không biết. Con hai chuyện vừa làm giấy rồi vừa không con. Không, cái đó là bất ngờ. Bất ngờ thôi. Bất ngờ còn giờ làm giấy mà con đau á. Dạ. Chết cái đó là bất ngờ thôi chứ tôi cũng không gặp mặt. Bỏ đó là lỡ mà người lạ khu vực địa phương này con đỡ nha mà người lạ người ta hẫm được đứa bé người ta hẫm đi mất tiêu rồi mình đâu có tìm gặp đâu tội lúc nhỏ này còn nhỏ xíu mà cái đứt ruột luôn có 6-7 tháng trời chứ mới được tuổi còn không nói nữa con này còn quá nhỏ lúc đó chính mắt bà thấy luôn rồi mà có không có đẩy cắn sao cái cô hai kể lại nè cô hai là chị của bà nội nữa nè kể lại hôm qua cũng có nghe lắm. Bà nói lý do mà ngộ không bỏ nhà để cho bà hoặc là chồng giữ thì bởi vậy chứ phải bỏ nhà có người này người kia mình thắc mắc biết đâu rồi. Bà ngồi đi bà ngồi nghỉ ngồi đấy nghỉ bà thấy bà đứng nghỉ thôi nha ngồi đi bà ơi rồi, ngồi đi bây giờ đây là phía sau nè phía sau đây là phía sau mình 12 giờ 12 nha
sao đâu. Có khán giả nhà nói sàn là có một cái lỗ ở sông á, có nhà mình có nít á, ai cũng kêu làm gạo mà còn không có tiền bà mua cái gạo mà dừng lại nữa nó té dưới sông hết một lần rồi. Trời ơi. Ủa? Dạ. Đó, khán giả là nói là cái có cái lỗ ngoài sông nó rất là nguy hiểm cho mấy đứa bé. Đó làm bằng gạo lại mà che lại nhỏ nó đi nó không biết cái gì đó che lại. Gần sông. Giờ anh mất rồi, rồi mình nên bà mình chăm sóc. Có đứa nào biết bơi không? Còn... chưa biết bơi. Hồi nãy thấy bé lớn ngồi kế. Nhiều khi mà người... ngồi mấy sông nít mà nó dọc nước nữa nguy hiểm. Cái này là chắc sông đáng là phải làm cái hàng rào á, chứ không có để như vậy được. Cố gắng nha bà coi, nếu mà thì cái hàng rào đó phải làm trước nha bà ha. Dạ, dạ. Làm đó bà, chứ bà chắc làm được dạ. Rồi mượn ai ở xóm làm ai làm dùm cũng đóng cây sung rồi lại cũng vậy. Có sung rồi, có sung rồi. Hôm đó có dùng mấy cái bao ni lông. Dạ. Bây giờ ni lông bao thì nắng đồ này kia nó cái nó mục. Dạ. Rồi biết là gắt ra. Mình phải có lưới với có cây gì nó tắn lại mới được, chứ bao thì cũng không chịu không nổi đâu. Nè, cho ba đứa bé này. Út cháu hả? Bé giữ giữ con có ai vậy? Khóc quá trời vậy. Đưa đưa mẹ kìa. Ồ, làm nó khóc rồi. Năm nào cũng cái chỗ này là nước tới chuyện tháng 8 tháng 9 là nước nó ngập lởm chởm hết rồi. Trời ơi, tháng 8 tháng 9 là nước lên tới này luôn. Dạ, ngập tới trên này. Trời ơi. Có cái chỉ là cái nhà này là nước không ngập thôi. Ừ. Cho ổ điện để đây luôn. Để đỡ đó mà. Dạ, để đỡ. Đỡ nhà bà tính ra cũng nhỏ nha. Nhỏ. Bị gì nhà tình thương. Ừ. Đây là con trai nhỏ nhất nè. Con tên gì? Con tên gì? Chim Vàng Phát. Con tên gì? Quay qua chú nè, con tên gì? Con Chim Vàng Phát. Phát? Phát hả? Nhận Phát gì vậy? Mấy tuổi con? Hoàng Phát. Mấy tuổi? Mấy tuổi? Chị nói. Mấy tuổi? Chị nói. 6 tuổi mà có hai con tay hả? Mấy tuổi? Nói ai? Đi đi đi. Nóng lắm. Bằng ngày vậy đó rồi dắt đi lên mẹ bà cháu đi lại trường học cho thông thả chạy tới chạy lui rồi có bóng mát rồi đặn tạm nghỉ đó rồi. Ở đây không có ra đường sợ xe đụng đồ này kia đó. Dạ. Rồi không có ở nhà. Đi học là chắc hàng ngày bà cũng đưa đi học hả? Anh ảnh là lúc trước mà ảnh có làm thường không bà? Đi làm hàng ngày không? Đi làm hàng ngày. Có công việc cơ làm hàng ngày suốt vậy hả? Dạ. Hết làm cái này thì ta mướn cái nghề khác vậy đó. Dọn mương, dọn cỏ đồ vậy đó. Đốn chàm cũng ít bữa thôi chứ đâu có đốn hoài đâu. Cũng quanh năm suốt tháng. À, quanh năm luôn. Dạ, mà nhưng mà hỏi mình làm mệt quá, đuối quá thì mình làm cái hơi nhẹ nhẹ mà dọn cỏ, dọn mương đồ vài bữa. Có lần nào anh lĩnh đi xa không bà? Không có. Từ khi có con làm gần ở khu vực ở đây thôi. Dạ. Nó cũng không dám đi xa. Không dám đi mà sao. Có con nhỏ không dám đi. Về nhà đang trông tiếp bà nội này chứ. Bà nội nhiều khi bà bệnh hoạn rồi nữa chứ đâu phải bà khỏe hoài đâu. Bà cũng bệnh hoài luôn á. Nghiệp lắm. Bà cũng lớn tuổi rồi. Lớn rồi, bà lớn tuổi rồi. Cũng sanh bệnh này bệnh kia. Thì phải có bệnh đó, bà có 3-4 chứng bệnh đó. Nhà cô gần ở đây không cô? Đây là ngang cửa nè. Bên trong bên đây hả? Đây là ngang cửa nè. Bên trong á. À bên trong hả? Cảnh bây giờ là không có nói được lời nào hết. Hàng ngày thì ảnh đi làm ngày kiếm 200-300 mà còn
không đủ ăn đủ sống ở trong cuộc sống nữa. Lúc đau ốm rồi có khi cũng phải cũng như ngày qua đó là nó bữa đó nó chịu chết đó, cũng như là bữa đó nó đi mượn tiền mượn 2 triệu. Có mượn tiền người ta hả bà? Có mượn tiền ở dưới nó mượn ở dưới chỗ làm răng. Mượn tiền chỗ 7 cây. Dạ, rồi có mượn được không? Ta cho mượn không? Ta cho mượn 2 triệu, mà hồi chết thì đi mua cua đó còn lại 1 triệu mấy. 1 triệu 6, mấy ngàn đó. Mượn tiền rồi mua cua cho con, mấy đứa nhỏ ăn hả bà? Được. Mà về chưa có ăn được thì chết. Vậy là anh thấy mấy đứa nhỏ này là hồi đó giờ túng thiếu không có gì ăn là gắng mượn tiền rồi mua cho con ăn. Mượn tiền để đi mua cua để cho con ăn. Cơm thắng mình làm trừ lại. Mượn tiền trước. Rồi có mượn nhiều không? Có mượn nhiều hay là 2 triệu thôi hả? Dạ, không thắng từ từ dạ. Mà 5-10 bữa vậy mình trừ lại. Dạ. Tại như cũng như mình tiếp chút mặn rồi mình bữa nữa. Giờ là gì là mất nợ người ta rồi. Mất nợ 2 triệu rồi đó. Rồi quá. Mua mấy đứa nhỏ này mua về cho nó ăn á, mình tiền. Mua rồi mất rồi rồi còn nợ người ta. Nợ người ta luôn. Câu chuyện mà nghe được nha. Câu chuyện gia đình ai cũng rất là xa. Phải đi mượn tiền. Chứ phải một đứa mình cũng nói là có 3 đứa con mẹ nó bỏ đi đàn đạn mình thấy đứt ruột luôn. Cũng như mồ côi hết luôn rồi, từ nhỏ không biết là giờ chỉ cần có bà nội thôi chứ không còn ai nữa. Thôi nhau lâu quá rồi, không biết là chị mẹ của mấy đứa này có chồng mới chưa bà? Mình không hiểu, không biết tin tức nó đâu hết trơn. Xa quá à, mình không biết. Nó đi, không biết đi đâu mình cũng không hiểu luôn. Chứ nhiều khi mà bây giờ mà anh em đăng tin này lên á, nhiều khi mà chị có xem được á thì thấy cha mất gì nè, ví dụ mà mình chưa có chồng hay gì á, cứ về mình lo mấy đứa nhỏ phần nào đó cũng được. Thì đăng lên này hay không là nó có coi không biết là bà có là nó có thấy thì nó hiểu à. Không chứ tại họ đi tới giờ là không có tin tức không à, là mất tin tức không biết bà có đồng ý rồi chưa. Thí dụ như mẹ thấy được á bà, mẹ thấy được mà mấy đứa nhỏ này giờ cha mất rồi giờ muốn chăm sóc mấy đứa nhỏ đó, bà có đồng ý không? Thôi đỡ bỏ rồi cho bỏ luôn. Dạ. Mấy đứa nhỏ nó cũng không muốn mẹ về nữa kìa. Ở với bà luôn mới mẹ. Chứ mà về con nghĩ là về trong thời gian vừa rồi chứ không có tới hôm nay đâu. Dạ. Ừ. Cũng về thăm cái này kia rồi. Về cái địa thời điểm mà con đau đó đáng lẽ là nó ở lại đâu mà nó dạ, chăm đúng. Sóc tiếp con cái tiếp chồng con này nó đau. Không ở nó đi luôn mà chứ phải mà nó còn quyến liếm thì nó còn ở lại con này nó không quyến liếm đâu. Chắc cái không có về cái đó là mình thí dụ thôi chứ không không có không không có gì. Mình thí dụ như mình đăng lên vậy nè là cha mấy đứa nhỏ mất rồi còn có 3 đứa à, chị thấy thương con quá chị muốn về chị nuôi á. Bà thì bà đó giờ chăm sóc cực khổ rồi bà cũng gắng chăm sóc hả? Chị chưa thấy con nít mà nó đau ốm bằng đêm bằng hôm mà cũng vất vả. Ừ, rồi cực lắm á. Lắm luôn á, già rồi mà. Bà lớn tuổi mà nuôi mấy đứa nhỏ này. Con người bệnh thêm á. Thiếu thốn đủ thứ. Trời, bà mà thức đêm ở trong em như là lần nó sức khỏe. Mà bệnh mà nó đâu có ngủ được yên, nó yếu rồi, thì nó phải tức rồi. Dạ. Rồi mình phải thức theo nó luôn. Cực khổ còn nhỏ thì tới bây giờ đó thì cảm giác là con để nuôi gì luôn đi chứ không để cho mẹ nó nuôi đâu. Mẹ nó có gì giờ là tôi không cho nhận. Dạ. Bà cũng giận cho mình trong lòng á. Dạ. Buồn lắm á. Buồn sao không buồn. Kệ đi, bây giờ ở đây có rau ông rau, có cháu ông cháu. Để gì mình không hiểu, mình không biết làm sao cái lòng mẹ nó làm sao. Nhiều khi nó đem đi rồi đó là nó bán hoặc nó đỡ hay là gì là tội nghiệp mấy cái đứa nhỏ. Bà khổ luôn. Nữa dạ. Mình tội nghiệp mấy đứa đưa nhỏ đây là bà khổ nữa. Cô bà cũng sợ là sợ là mình sợ gì á, yeah. Mình sợ khi mà nó có gì nó dẫn đi á, yeah, yeah. Dẫn đi rồi khi nó không biết có thương nó thương cái nó bán hoặc nó cho ở đợ đồ này đồ kia tội nghiệp mấy cái đứa nhỏ này chứ, yeah, yeah. Nó thiệt. Bây giờ ở đây thì có gì thì giúp đỡ nấy thì chứ gì theo mình nghĩ là mình không mẹ nó về cũng không cho mẹ nó dẫn đi đâu. Mà trước đó mà hai vợ chồng mà không còn ở nhau đó có cãi giả gì lớn không cô? Trời ơi, thì lâu lâu thì về thì
bữa này không hợp ý thì lớn tiếng to tiếng chửi qua chửi lợi gì thôi chứ đâu có gì mà trận lớn. À, không có cái gì mà lớn hết trơn. Trận lớn nó bỏ đi luôn. Chứ phải mình nói nó bỏ sớm ở đây thì mình cũng nói còn này nó đem thuốc thằng kia nó bỏ. Hồi đầu tiên chinh á là cái thằng này nè nó nhỏ hơn thằng này tí. Là nó bỏ đi. Chưa có thằng này nó bỏ đi đừng trận rồi. Thì thằng này lên 4 tuổi. 4 tuổi thì nó bỏ đi đó là thằng này được 4 tuổi là nó quay trở về. Trở về với thằng Lĩnh đó là ở đó là mấy năm sau mới sanh thằng này nè. Đi khoảng đi thời gian rồi. Sanh bé lớn này là có đi rồi. Đó, thằng này nè. Cái trai này 4 tuổi rồi bỏ nó đi. Đi thời gian cũng 2 năm. Một năm ngoài 2 năm. Đi mới quay trở về. Không biết sao mà quay trở về. Quay trở về rồi cái cho vợ chồng nó sum họp, nó đoàn kết lại đặng nó nuôi con. Về trở lại cái có thằng này cái thì có mấy tháng nữa bỏ đi luôn tới giờ 4 năm. Rồi. Giống như bà đã tha thứ một lần rồi cho về rồi. Chứ khoảng này nó được khoảng 1 tuổi, 2 tuổi gì mình muốn bỏ đi mình cũng được. Con này con còn quá bé rồi nó bỏ thì đi lần này nữa là 2 lần. Và lần này thì đi đâu rồi đó. Lần này chắc đi luôn rồi bà ơi. Rồi bà cố gắng nha bà, cố gắng lên. 2 giờ đúng 2 giờ hả bà? 2 giờ là đi nha. Rồi bà nghỉ ngơi nha. Cảm ơn con Mạnh Thường Quân nhiều lắm. Cũng thấy thương gia đình nữa. Cũng sau khi mà đăng tải cái đoạn video ngày hôm qua thì bên kênh của anh em mình cũng có nhận được một ít tiền, nói chung là nhận được bao nhiêu thì tụi con đến trao cho gia đình luôn, tại vì ngay cái lúc mà tang lễ là gia đình rất là cần tiền á để mà xoay sở lo đủ thứ hết á thì tốn kém. Rồi clip trước thì anh em cũng có hỗ trợ cho mình, hỗ trợ tiền Mạnh Thường Quân rồi thì gia đình thì lo gì lo, thì ngày hôm nay quay trở lại phải trao tiếp số tiền mà Mạnh Thường Quân đã gửi. Thì cũng cảm ơn quý nhà hảo tâm với Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã chung tay giúp cho bà ở đây và cùng ba đứa cháu này có một số tiền để xây sở. Thì cũng xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý nhà hảo tâm, xin kính chúc quý khán giả với Mạnh Thường Quân luôn có thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại các nhà. Đây là có mấy cô với chị đi viếng thăm gia đình nè, thắp hương, đến đây thắp hương cầu nguyện cho anh đó cả nhà. Em cũng xin kết thúc video tại đây nha, cập nhật cái thông tin mới nhất ở những video sau đó cả nhà. Em cũng xin chào.